Để xem hôm nay ta có gì nhá. À, đó là một chiếc ná cao su huyền thoại nhá. Nhìn chất liệu khung kim loại quấn dây thừng đẹp thật luôn. Loại này thì người ta đã tách rời hết các bộ phận ra rồi, chẳng biết để làm gì, vì mình thấy nó không có gì là cồng kềnh hay là bất tiện trong việc vận chuyển cả. Chắc là tại tôi dốt nên cũng phải lắp sai vài lần thì mới biết cách lắp. Cứ nhìn thấy mấy cái con ốc vít là mắt nó cứ hoa hết cả lên. Ở phố không biết sao chứ, quê tôi ngày xưa là thằng nhóc nào cũng phải có 1 đến 2 cây ná cao su để treo ở cổ. Cứ buổi trưa là cả lũ lại rủ nhau đi tìm cành cây nào có cái ngạnh đẹp đẹp ý để chặt làm khung. Dây ý thì ra quán sửa xe xin những cái xăm và lúc hỏng của người ta bỏ đi. Sau đó là rủ nhau đi bắn chim. Ôi, quá là nhiều kỷ niệm ùa về luôn ý. Giờ thì mọi người hãy cùng tôm đi ra ngoài để thử chiến đấu nhá. Mình thấy cái ná này ý, thân thì chắc chắn, nhưng phần dây cao su thì lại hơi mảnh. Cả phần khớp nối và ốc vít cũng kiểu lỏng lẻo ấy. Chỉ sợ nó tuột ra rồi phật vào mặt thì toang. Được cái là độ đàn hồi của dây cao, lực bắn rất ok luôn. Cái vấn đề duy nhất là nằm ở tay người bắn và mắt ngắm thôi. Cũng phải xin thú thực với cả nhà ấy, là ngày xưa ấy, tôi bắn trúng chim thì ít, chứ bắn mấy vườn chuối ở xóm toạc lá thì không nhà nào là chừa ra cả. Đấy, nhưng mà các bạn cũng nên hạn chế dùng nó linh tinh nhá. Chứ nhỡ chẳng may bắn vỡ cửa kính của nhà nào ấy thì mệt lắm. Tưởng dễ mà bắn khó phết mọi người ạ. Hôm nay mình mới biết là mình chơi gà đấy. Mọi người muốn tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.